Không thể như vậy, không thể như vậy. Ta không thể thua cho ngươi đâu. Ta không thể thua cho ngươi vậy được. Không thể nào. Ta không thể nào thua cho ngươi như vậy được. Điềm Bảo Quang, ta đã nhiều lần thất bại trong tay của nhà ngươi, bởi vì nhà ngươi nương tài mới có thể giữ được cái mạng này. Ngày hôm nay ta thừa lúc nhà ngươi sơ ý, thọc nhà ngươi một chiêu nửa thất, ngươi đừng có ngại nha. Ta đánh không có lợi người, ta không có cái gì để mà nói. Nhờ sự chỉ điểm của phong thái sư thúc cho nên ta mới có thể thắng người nửa chiều. Phong lão tiền bối, kiếm thuật như là thần tiên trên đời này, không thể có người nào thắng được nữa. Tiền mỗi lần này thật sự đã thua trong tay của nhà ngươi. Phong thái sư thúc có một chuyện muốn nhờ nhà ngươi. Mạng của Điền Mẫu này trong tay của người, người có lời gì cứ việc nói. Phong thái sư thúc ẩn cư nhiều năm, không bị sự phiền muộn của nhiều người. Ngày hôm nay sau khi xuống núi, đừng bao giờ nhắc tới người khác về ông ta. Lãnh Hầu Sung cảm kích vô cùng. Ta tự mình lo cho ta còn chưa có xong, chừng nào mới lo được chuyện của ông ta đây. Nè, bằng không cứ chém một dao qua đây cho dứt khoát đi. Ngày xưa kiếm pháp của người hơn hẳn ta. Nếu như người Mục Đào chém chết ta, ta đã có ngày hôm nay. Ta nhờ người đừng có tiết lộ hành tung của phong thái sư thúc. Đó là nhờ người giúp đỡ, chứ không có ý gì hại lòng cho người cả. Được, ta sẽ hứa. Đi Bảo Quang, khi mạnh giỏi nha. Ngươi không có chịu xuống núi chung với ta thì cái mạng của ta chắc không giữ được đâu. Điềm Mẫu ta tuyệt đối không ép bức người, không có ngày tái ngộ. Tự bảo trọng. Có phải nhà ngươi muốn xuống núi chung với hắn không? Nếu như cháu này xuống núi chung với hắn, có thể giữ được cái mạng sống của hắn. Nhưng mà lệnh của sư phụ lại không thể cãi. Sư phụ muốn cháu tư quá tại tư quá nhai này không cho phép xuống núi. Tiểu tử nhà ngươi trời xanh thông minh, nhưng mà đối với cái gã tồi nhạt bất quần kia lại không dám nửa điều bất kính. Ta hỏi ngươi, những người luyện võ muốn đối phó với các bọn bị ổi đê tiện phải làm như thế nào? Đối phó với cái bọn bị ổi đê tiện, nếu như bất đắc dĩ dùng cái thủ đoạn bị ổi đê tiện, ta cũng sẽ sử dụng một chiêu nửa thất đó. Nhưng mà đối phó với chánh nhân quân tử. Chánh nhân quân tử? Nếu như muốn đối phó với chánh nhân quân tử, nhà ngươi làm thế nào? Nếu như đối phó với chánh nhân quân tử, nếu như mà không muốn giết chết cháu, ở dưới trường hợp bất đắc dĩ cái thủ đoạn bị ổi đê tiện vô liệt sĩ, cháu cũng sử dụng chút xíu, không thể như đó được. Được, được. Nghe nhà ngươi nói như vậy, ta đây biết rõ nhà ngươi không phải là một kẻ giả mạo một người ngụy quân tử. Đại trường phu làm việc, muốn làm gì thì làm, như là lưu thủy tới đâu thì tới. Không cần biết quyền tắc võ lâm, giáo điều môn phái, khốn kiếp, nó toàn là đồ tồi không à. Tiểu tử kia, nhà ngươi hạ ý của ta lắm đó. Nếu như ta không truyền thụ độc cô cũ kiếm cho nhà ngươi, vài năm nữa trong giang hồ cái môn võ đó sẽ thất truyền đó nha. Đa tạ sư thúc, đa tạ sư thúc. Phá kiếm thức, phá tiền thức, phá đầu thức, phá kiếm thức, phá thường thức, phá kích thức, phá trì thức, phá đoạn thức, gió công thượng thừa, đặt nặng vấn đề, biểu quá. Chiêu thức là thứ chết chỉ có con người sống thôi. Người sử dụng kiếm pháp chứ không phải kiếm pháp sử dụng người. Ngũ nhạc kiếm phái bởi vì có nhiều cái ngã ngu như vậy, tưởng rằng học được những chiêu thức do sư phụ truyền lại sẽ có thể trở thành thiên hạ,
đệ nhất vô địch. Đồ ngu, đồ tồi. Thái sư thúc lại chửi người ta nữa hả? Phái Hoa Sơn đúng ra chia thành kiếm tôn và khí tôn. Những người luyện khí tưởng rằng có thể thắng được luyện kiếm và luyện kiếm lại, gài mắt với người luyện kiếm. Vì vậy 25 năm về trước, đồng môn sư huynh đệ đã so tài ở tại Ngọc Ngữ Phong. Kết quả bị thương cả đôi, và minh chủ Cưa Nhạc kiếm phái đã bị phái Tung Sơn lấy mất. Thái sư thúc khi còn trẻ cũng chạc tuổi cháu đây, không sợ trời, không sợ đất, tùy ý của mình muốn làm gì thì làm. Gần chết nó được một đệ tử giống như là cháu đây truyền thụ kiếm pháp. Ông trời kể như đã tốt với ta lắm rồi đó. Năm xưa độc cô cầu bại, tiền bối cầm kiếm tung hoành giang hồ, mong mỏi thất bại nhưng mà không thể được, bởi vì kiếm thuật của ông ta đã luyện tới cái cảnh giới xuất thần nhập quá rồi. Cháu mới học hành kiếm pháp, muốn thắng nhiều thua ít, cần phải khổ luyện 20 năm mới có thể cùng với các anh hùng thiên hạ so tài cao thấp. 20 năm hả? Từ nay phải cố gắng học nhiều hơn nữa. Thôi ta đi. Thái sư thúc, định đâu vậy? Tới cái chỗ ta quy ẩn. Từ nay chắc có thể mang rượu và đồ ăn tới cho sư thúc không vậy? Không được. Nếu như ở trong lòng nhà ngươi còn có thái sư thúc giống ta, thì từ nay đừng có tới gặp ta nữa. Đừng làm khó dễ ta. Tại sao vậy sư thúc? Ta không muốn gặp bất cứ người nào của phái Hoa Sơn nữa. Cái chuyện gặp gỡ của ta, ngay cả sư phụ nhà ngươi cũng không nên cho hắn biết. Được. Hoàng lắm đó. Đại sư huynh à, đại sư huynh, đại sư huynh ơi, quy rồi đại sư huynh à. Đại sư huynh, chuyện gì? Có người tới Hoa Sơn muốn giật chức vụ của tiểu môn. Nhà Bắc Quân, ngày xưa sư phụ có người dùng âm mưu quỷ kế để mà giật lấy Hoa Sơn. Cái món nợ này hôm nay chúng ta nhất định phải tính toán. Phong Bất Bình, ngươi không còn là người của phái Hoa Sơn nữa. Ngày hôm nay lão sư động chúng tới Hoa Sơn này, người muốn tước đoạt chức vụ trưởng môn à? Tả minh chủ của Ngũ Nhạc kiếm phái đã ra lệnh, nhà ngươi phải thối vị. Hôm nay ta mang định bài tới đây để mà làm trưởng môn phái Hoa Sơn. Nhà ngươi muốn tự động thối vị hay là muốn người ta kéo xuống? Kiếm tông 25 năm về trước đã liệt khổ Hoa Sơn rồi, tự cho rằng không còn là đệ tử của phái Hoa Sơn nữa. Nếu như các người nghĩ rằng võ công tài giỏi có thể tự lập môn phái, trồng trưởng giang hồ, nở mặt nở mày, có thể đè bẹp phái Hoa Sơn của chúng tôi à? Nhưng mà khí tôn bài bác kiếm tôn, bởi vì chúng tôi bị Phong Thanh Dương sư bá lường gạt, cho nên các người mới chiếm lấy Hoa Sơn, thì món nợ này phải thanh toán mới được đó. Ở trong khí tôn và kiếm tôn, ở tại Ngọc Nữ Phong đã phần thắng bại thị phi rồi, cần gì nhắc lại chuyện cũ. Tả ban chủ đã ban lệnh bài, hôm nay người có nhường hay là không? Coi đi. Tả minh chủ xưa này rất cẩn thận, lệnh bài này chắc có gì bí ẩn. Nhà ngươi nghi ngờ lệnh bài này là giả hay sao chứ? Sự việc quan trọng, để ta gặp tả minh chủ xong rồi mới định đoạt sau. Thì ra nói tới nói lui nhưng ngươi không nhường bước hay sao? Hai vị từ xa tới đều là khách, chồng ta đã nhiều lần nhường nhịn. Nếu các người còn không biết điều, đừng trách chúng tôi không khách sáo với khách. Được, nhà phu nhân, chỉ cần bạn có thể phá được kiếm của tôi lập tức ngoan ngoãn xuống núi không lên Hoa Sơn nữa. Sư mẫu, để cho con lại lục xung phái Hoa Sơn xin tội danh kiếm pháp. Tưởng đâu là ai, phái Hoa Sơn quả nhiên là nhân tài bổ xuất. Quá ra cái tên tiểu tử đi chơi bời tại kỷ viện nổi tiếng nhất thời đây ha. Con điếm mà ta đã lấy ở kỷ viện kia họ Thường đó, nhà ngươi có quen không vậy? Rồi lên tiếng kia là súc sanh rồi vậy hả? Nói gì đây? Nhà ngươi tự mình lên tiếng á, ta đâu có biết là súc sanh gì chứ. Ta nghĩ rằng người chán sống rồi, rút kiếm chịu chết đi. Đại sư huynh, đối phó với gã tội giống như người á, ta dùng chỗ trà này đây được rồi. Nhà ngươi tự mình kiếm chết, nếu như ngươi đỡ được 4 chiêu của ta, ta kêu như ngươi bằng cha. Ê, ta không nhận cái thằng con trời đánh với nhà ngươi đâu. Nhìn chết hả? Chuyện gì? Tên tiểu tử tồi kìa. Ê, đừng bao giờ gọi ta bằng cha nha.
Anh Đại Sư Huynh, lên đường sông mà, lên đường sông mà, tới đây đi, lên đường sông mà, tới đây đi, anh chạy cho tôi, chạy cho tôi mày, qua đây, đi mày, đi, chạy cho tôi mày, đi, đi, đi. Các người là ai vậy? Đi à? Hay quá, hay quá. Các người là ai đây? Hả? Chúng tôi là ai hả? Chúng tôi đào cống lục tiên nè. Đào cống lục tiên tới cứu người đó. À đúng rồi, tới cứu người mà. Các người cứu ta hả? Người đừng có chết nha. Phải rồi. Đúng rồi, đang rung chưa chết mà sao nói chết cho hả? Đúng rồi. Ai ra lệnh hồ sung cho có chết mà, có nghĩa là hắn chết hay sao? Chứ ăn có chết không vậy? Ăn thua gì tới chúng ta chứ. Bây giờ nếu mà nó chết thì còn bực dọc chúng ta càng bực dọc hơn nữa. Phải rồi. Đúng rồi, đừng để cho nó chết. Đúng rồi, chúng ta là bực hơn nữa. Đúng rồi, đừng chết nha. Nhất định phải cứu lên đầu sông à. Phải rồi. Tôi sẽ bắt đầu từ việc bá hội. Nếu như các người còn truyền dược khí cho ta, vậy thì ta sẽ tự cắt kinh mạch chết cho các người xem. Quý vị đại anh hùng, làm ơn đi. Làm ơn đưa tôi về Hoa Sơn đi. Sư phụ à, sư phụ. Đại sư huynh, đại sư huynh. Đại sư huynh, đại sư huynh. Trả lại đồ xung cho các người nè. Phải rồi, đại sư huynh. Đại sư huynh. Hồi nãy làm gì con? Xuân Nhi. Sư huynh. Xin lỗi các vị, tôn tánh đại danh môn phái nào vậy? Chúng ta chính là đào cốc lục tiên đó. Quả ra quý vị chính là đào cốc lục phái nổi tiếng trong giang hồ. Đúng vậy, chúng ta là bạn có đệ tử người cho nên tới làm bạn với người đó mà. Làm bạn với nhau đi. Võ công qua phong cao, chúng tôi không theo ông thấp đâu. Phải rồi. Nếu như có điều gì không hiểu hỏi chúng tôi sẽ dạy cho người. Không cần cảm ơn, ta sao tài để mà sáng mát thôi mà. Phải rồi. Được. Ta muốn thọ giáo binh khí của các người. Chúng tôi xưa nay không có sử dụng binh khí đâu. Phải sử dụng hai binh khí rồi. Cái này chết liền. Vậy sao? Ta lại không biết đó. Vậy à? Vô. Đừng sai. Đừng làm hại sư mẫu của ta nha. Nếu mà không, ta sẽ tự đoạn kinh mạch đó. Ta nói thiệt đó. Sư mẫu à. Ai chơi không vui vậy trời, không vui đâu. Mẹ, đi. Đại sư huynh, sư phụ, đại sư huynh à, sư huynh của lục đầu, cơ thể của Sung Nhi chạy bậy bạ vậy. Cha à, đại sư huynh ảnh. Sư huynh à, đại sư
chân khí của lục quái lợi hại vậy sao? Đó là nội lực bàn môn cực cao, lục đạo chân khí chạy bay bả trong kinh mạch của Xuân Nhi, làm cho hắn muốn sống cũng không được, chết cũng không xong. Tử Hà thần công của ông cũng không thể nào hóa giải được chân khí à? Được, nhưng mà phải hao tận chân khí của tôi. Phòng bất bình thật là nham hiểm độc ác, lợi dụng thương thế của Xuân Nhi để tiêu hao chân khí của tôi để đối phó với phái Hoa Sơn. Không lẽ lục quái và Phong Bất Bình là đồng bọn với nhau? Không thể như vậy. Lục quái đã giết Thành Bất Ưu, chúng không thể là đồng bọn được. Tuy rằng không phải là đồng bọn, nhưng là địch hay bạn, chúng ta cũng không rõ ràng. Lục quái xuất quỷ nhập thần, Phong Bất Bình lại dòm ngó chức vụ trưởng môn của phái Hoa Sơn chúng ta. Chúng ta không thể đề phòng được, phải làm sao đây? Dẫn tất cả đệ tử rời khỏi Hoa Sơn. Đi. Phong Bất Bình đã mang ngũ nhạc lệnh bài của Tả Minh Chủ tới đây, chúng ta phải tới Tùng Sơn lý luận với hắn. E là Xuân Nhi không chịu nổi đường xa lặn lội. Vậy thì bỏ Xuân Nhi lại đây. Bỏ Xuân Nhi lại? Ừ. Lần này chúng ta lên Tùng Sơn, biết đâu chừng ở dưới đường sẽ gặp phải bọn Phong Bất Bình, sẽ có một cuộc chém giết. Xuân Nhi bị thương ở trong người, đi theo chúng ta không có ổn đâu. Thôi thì để nó lại qua sơn dưỡng bệnh. Ta đây muốn uống rượu. Em mang rượu tới cho anh hả? Em vừa bình chia tới quán rượu Trần Gia, mua loại rượu cao lương đỏ mà anh thích uống nhất. Đại sư huynh. Sư huynh bị thương ở trong người rồi, đừng uống nữa. Thuốc chữa không lành bệnh đâu, rượu cũng không thể lấy được mạng của anh. Chỉ có tiểu sư muội là hiểu ý của anh nhất thôi, biết rõ đại sư huynh muốn uống rượu. Rượu này ngon thiệt. Quay, tại sao lại khóc? Ồ, có phải Lâm sư đệ ăn hiếp em không vậy? Đại sư huynh, tôi đệ đều không muốn để huynh ở đây này. Thì các người tới Tung Sơn không phải là mãi mãi không trở về. Em chỉ sợ tới lúc trở về không có gặp được anh nữa. Không gặp được anh. Anh sẽ trở thành những con đom đóm bay về đây, chỉ cần các em hửi được thôi. Hay giờ những con đom đóm hồi mùa thu là biết đại sư huynh về rồi. Nè khóc nữa. Lâm sư đệ nói cho em biết nha, sư muội cho anh trái tim mềm yếu, đụng chút xíu là khóc à. Nhớ cho kỹ biết chưa, lời cho khổ đàng hoàng tử tế, đừng có để cố giận. Đừng có nói nữa mà đại sư huynh. Được, đại sư huynh không nói, không nói, không nói nữa. Hết rượu rồi. Ở dưới bếp còn có Mao Đại, đem đi lấy cho anh. Nè, để đi phụ sư tỷ. Nè Lâm sư đệ. Ủa, chuyện gì sư huynh? Những lời mà cha của em trước khi qua đời nhờ sư huynh chuyển lại, nhớ cho kỹ. Cảm ơn nhắc nhở của đại sư huynh. Có một điều anh đây không thể yên tâm, nhờ em giúp đỡ. Đại sư huynh đừng khách sáo, có chuyện gì cứ việc nói đại đi. Em có biết không, anh đây thương tiểu sư muội nhất, và không thể yên tâm nhất là tiểu sư muội. Phải hết lòng chăm sóc cho cô ấy nha, biết chưa? Dạ, sư huynh yên tâm. Để đây đi lấy rượu cho. Hoa này đẹp tới như vậy, đại sư huynh chắc chắn không sao đâu. Vết thương của đại sư huynh có quan hệ gì với cành hoa này? Mẹ anh có nói, hoa cỏ đều có linh tính và có liên lạc mật thiết với chủ nhân của nó. Nếu như cành hoa này đẹp tới như vậy là do đại sư huynh hái, đại sư huynh chắc chắn không có sao đâu. Thật vậy hả sư đệ? Ừ,
Nếu như vậy thì hãy chăm sóc hoa này giùm cho ta đàng hoàng. Sư tỷ yên tâm, để chăm sóc hoa này tử tế với sư tỷ mà. Nhưng mà đáng tiếc, để chỉ biết trồng bông, không biết chữa trị vết thương. Thật ra sư tỷ có cách này có thể chữa lành bệnh cho đại sư huynh. Tuy nhiên cần ngươi giúp đỡ. Giúp bằng cách nào vậy? Như vậy. Hả? Không được đâu. Nếu như chúng ta mà làm như vậy bị sư phụ phát hiện, chắc chắn bị sư phụ trục xuất ra khỏi sư môn. Nếu như cha thật sự khiển trách thì sự việc sẽ do ta gánh vác. Nhưng mà phải nhớ kỹ, đừng có cho ai biết tôi có liên quan tới chuyện này. Nhưng mà tiểu sư đệ, chỉ cần có thể chữa bệnh cho đại sư huynh, cái gì cũng không sợ. Hơn nữa cha cũng không thể nào đuổi ta đi được. Trời tức lạnh như vậy ngồi ở đây làm cái gì? Ngồi ngắm trăng nè, muốn uống không? Có phải nghĩ tới tiểu sư muội không vậy? Đại sư huynh, đại sư muội, tại sao lại chạy về đây? Có phải sư phụ có chuyện gì không? Không, vết thương của anh. Tử Hà mật kiếp. Ta sẽ mật kiếp ở trong tay của em. Cha cho biết vết thương trên người của anh chỉ có nội công tâm pháp thiết lao vô thượng của bản môn mới có thể hóa giải được đó. Vậy hay quá, sư phụ phá lệ truyền bí quyết tâm pháp cho sư huynh, vết thương sư huynh có hy vọng rồi đó. Sư phụ tại sao bỗng dưng lại kêu em đưa mật kiếp về đây hả? Cha em không được nuôi láo. Bí kiếp này đâu có vậy? Bí kíp này, bí kíp này do em ăn cắp. Cái gì? Em ăn cắp bí kíp sư phụ biết được làm sao? Không lẽ cha giết em hay sao? Cùng lắm là đánh em một trận. Nếu như có thể chữa lành bệnh của đại sư huynh, cha và mẹ chắc chắn sẽ vui lắm, sẽ không có trách tội em đâu. Ừ, phải, cứu mạng cho hết mà. Trả bí kíp lại đi. Tại sao vậy đại sư huynh? Trả bí kíp lại cho sư phụ. Sư phụ cũng cho luyện, anh luyện cái gì đây? Sư phụ tới tư quá dài, không phải muốn trị phụ tử thành công cho sư huynh hay sao? Bây giờ anh đang bị thương, cần phải luyện hơn nữa. Chỉ cần đã thông kinh mạch ở trong con người, lập tức trả bí kíp lại cho sư phụ sẽ không có trách anh đâu. Nè, ta nói không luyện là không luyện, mà trả đi. Đại sư huynh, ta nói không luyện là không luyện mà. Đi về đi, đi về đi. Đại sư huynh, đi về đi mà. Đại sư huynh, sư huynh à, đại sư huynh, sư huynh à. Đại sư huynh thường như vậy đó, chút xíu là xỉu ngày mấy lần luôn vậy đó. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại hữu, phải chăm sóc đại sư huynh cho đàng hoàng. Ta phải đi ngay lập tức, bằng không cha mẹ sẽ phát hiện. Những bí kíp này hãy giữ lấy nhờ, nhất định bắt đại sư huynh luyện, có biết hay không? Cái chuyện này để cho anh lo. Đại sư huynh à, đại sư huynh. Tả minh chủ, thuộc hạ cáo từ, xin tả minh chủ tận tình hưởng lạc. Đẹp. À, cô nương giật mình à, tại hạ là Tả Linh Thiên. Đại gia. Cô nương thiên sanh lợi chất, tại sao lại lưu lạc Thanh Lâu? Hồng nhan bạc mạng. Cô gặp phải Tả Mỗ đây sẽ không còn hồng nhan bạc mạng nữa. Để ta trở thành minh chủ võ lâm, cô sẽ là minh chủ phu nhân đó. Thanh Lâu nữ tử không biết những chuyện trong giang hồ, chỉ nghe những người khách lui tới nói có Mà Giáo Đông Phương Bất Bại võ công cao cường. À, còn lục đại môn phái, ngũ nhạc kiếm phái nữa, nghe tới tiểu nữ thấy sợ. Cô nương đừng có sợ nha, Đông Phương Bất Bại, lục đại môn phái chẳng qua chỉ là ruồi với mũi mà thôi. Thầy kệ nó, bọn chúng không thoát bàn tay của ta đâu. Cái gì hoàng minh chánh đại, võ công cao cường đều vô dụng. Muốn nhất thống giang hồ, thống trị võ lâm cần phải có mưu kế. Giang hồ ở trong lòng bàn tay của ta mà thôi ế. Hả? Hí?
Ủa, ta tới ngay, ta tới ngay. Vào đi, mau. Nhiệm Doanh Doanh bái kiến Phương Chánh đại sư. Nhị vị khuya mà tới đây, còn mang theo cái người đây. Người này chính là Tả Lãnh Thiền, nổi tiếng trong danh môn chính phái các người. Chúng tôi đưa Tả Lãnh Thiền tới đây là muốn nhờ Phương Chánh đại sư chủ trì công lý cho chúng tôi. Muốn lão nạp chủ trì công lý à? Ừ. Mong là Thiếu Lâm trả lại sự trong trắng cho Ma giáo. Chính hắn là người đi giết hại những nhân sĩ giang hồ, làm cho cả giang hồ trở nên gió tanh mưa máu. Đại sư, chính miệng của hắn đã nhìn nhận giả mạo Nhật Nguyệt thần giáo hãm hại nhân sĩ giang hồ và dự trù vào ngày rằm tháng tư tấn công Thiếu Lâm. Ngay cả bản đồ mai phục Thiếu Lâm tự cũng đã vẽ xong hết. Hắn còn muốn trở thành minh chủ Võ Lâm đó. Ừ, không thể như vậy. Lúc nãy hai chúng tôi còn đánh cờ, tại sao bỗng nhiên để cho hai người bắt vậy? Mình mấy còn hôi rượu như vậy. Lão Hòa Thượng, hắn rõ ràng uống rượu ở tại ký viện, làm sao mà ở đây đánh cờ với ông? Đại sư, tôi tôn trọng ông chí công vô tư, nhưng không ngờ ông lại bao che cho Tả Lãnh Thiền. A Di Đà Phật, người xuất gia không có bao giờ nói lao đâu. Tả minh chủ sự thật mới là đánh cờ với ta. Nói, mau nói cho lão già đầu trọc này biết. Nói. Người dám giả mạo ta hả? Hả? Người giết người bịt miệng. Lam Phụng Hoàng, hắn đã trúng độc qua đời. Dù khống ta hả, ngay cả người của mình cũng giết luôn. Thật sự độc ác quá. Thật không ngờ Tả Lãnh Thiền cũng là một cao thủ sử dụng chất độc. Yêu nữ, Nhật Nguyệt thật giá của các người giết đệ tử của ta vô số. Kể từ hôm nay ta sẽ trả thù cho bọn chúng. Ngừng tay, hãy để cho lão nạp điều tra sự thật đi. Đại sư, bọn chúng tàn hại Võ Lâm, giết hại đệ tử trung sơn của chúng tôi thật đó mà. Sự thật là ngươi muốn gây sóng gió, muốn gom ngũ nhạc kiếm phái làm một, tấn công Võ Lâm để làm Võ Lâm minh chủ. Đại sư, hắn có lòng dạ bất chính, ông phải cẩn thận đó. Đại sư, bọn chúng ly gián chúng ta, bắt họ trước rồi tính sau. Đi, chạy đi đâu? Cái gì mà danh môn chính phái, cái tên Tả Lãnh Thiền đó quá là gian trá mà. Chúng ta dò thám Thiếu Lâm, đúng ra muốn vạch mặt tên Tả Lãnh Thiền, trả lại sự trong trắng cho bản giáo. Bây giờ ngược lại, minh giáo chúng ta lại mang tiếng dù khổng hắn. Hắn bây giờ đã gom hết tất cả mọi tội lỗi đổ lên hết trên đầu của chúng ta. Ta đánh giá thấp Tả Lãnh Thiền quá. Người đi báo cho trên dưới trong giáo biết, kêu họ tạm thời đừng có chống đối với Tung Sơn nữa. Vậy đâu có khác gì để cho người của phái Tung Sơn muốn làm gì thì làm. Không bao giờ. Ta tin chắc sau lần này bọn chúng nhất định có sự e dè, không dám nông nổi hành động. Được, nếu chúng bất động, chúng ta cũng bất động, để xem chúng có thể giở cái trò gì nữa. Hoa này chết khô rồi. Không có sao đâu, bởi vì mặt trời nắng gắt quá, tưới chút nước mang vào trong nhà sẽ sống lên liền thôi. Người đã nói mà, hoa cỏ có linh tính, liên lạc mật thiết với chủ nhân. Hoa này tươi đẹp, đại sư huynh sẽ khỏe trong người. Bây giờ hoa này sắp héo khô rồi, chỉ sợ đại sư huynh ảnh. À, không có sao đâu, đại sư huynh luyện xong tử hạ thành công, khí sắc khỏe lại ngay. Tôi chỉ sợ anh ta không có chịu luyện. Không bao giờ. Đừng có thấy đại sư huynh bình thường giỡn chơi như vậy, ảnh là người chánh trực, bí kíp ăn cắp gì chắc chắn không có chịu luyện đâu. Bây giờ lục sư huynh ở bên mình của anh ấy, hy vọng lục sư huynh có thể dụ dỗ hay gặp gẫm đại sư huynh để cho anh ta luyện đó. Bây giờ chỉ còn nước nhờ vào lục đại hữu khuyên đại sư huynh luyện tập thôi. Nếu bằng không thì uổng về công sức ăn cắp đi kiếp mang về qua sơn của chúng ta. Đại sư huynh thức dậy rồi hả? Nè, đại sư huynh. Tiểu sư muội đâu? Cậu đi rồi. Đi rồi hả? Bí kíp đâu? À, nè, bí kíp ở đây nè. Đại sư huynh đi đâu vậy?
Cha thưa tiểu sư muội, trả biết kiếp lại cho cô ta. Làm sao được đây, họ đã đi lâu lắm rồi mà. Đại sư huynh đã mê man mấy ngày rồi, sức khỏe của sư huynh lúc tốt lúc xấu, hơn nữa có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Em nghĩ chắc anh phải luyện tử hạ bí kíp mới được đó. Thôi để em đọc cho anh nghe nha. Võ công thiên hạ chủ yếu là luyện khí. Chưa có đọc nữa. Không luyện tâm pháp đại sư huynh sẽ chết đó. Hả? Sư huynh à, xưa nay sư huynh đâu có để ý tới tiểu tiết, tại làm sao lần này sư huynh lại khổ như vậy? Để em đọc tiếp nha, anh nhớ cho kỹ. Tâm pháp tử hạ thiên hạ, võ công chủ yếu là luyện khí. Lục đệ hữu, tôi kêu được có đọc nữa. Đại sư huynh à, không luyện tâm pháp đại sư huynh sẽ chết đó. Chúng ta sống với nhau từ nhỏ tới lớn, em thật sự không muốn anh đi trước đâu. Nè, tiểu sư muội cam chịu trừng phạt, ăn cá bí kíp trở về Hoa Sơn, trả bí kíp cho anh là bởi vì không muốn anh chết. Nếu anh chết rồi, cô ta sẽ buồn ghê lắm. Anh đây đâu có đọc bí kíp, đâu có thấy chữ nào trong bí kíp. Lục hiệp tử em dạy cho anh luyện tâm pháp mà. Nếu như sư phụ muốn trách tội thì hãy trách lục đại hữu này, em đã dạy cho anh mà. Nè, võ công thiên hạ chủ yếu luyện khí, hạo nhiên tránh khí. Đại sư huynh, xin lỗi nha lục đại hữu. Làm gì vậy đại sư huynh? Nè, hãy nằm xuống cho nó khỏe, vài tiếng đồng hồ sau quyệt đạo sẽ tự mình giải ra. Đại sư huynh làm cái gì vậy? Đại sư huynh à, lòng tốt của em anh cảm ơn. Đại sư huynh đi đâu vậy? Ta không biết bao giờ bệnh tình bộc phát, ta muốn tìm một chỗ thanh tịnh chờ chết. Đại sư huynh, Lục đệ hữu, ta đi trước đệ một bước. Đệ nhớ là đệ trước lớp một của ta một tín chùa cao lương đỏ. Đại sư huynh à. Thiệt là hết nói nổi mà, cái thằng trời đánh nào kéo ta xuống vậy? Không biết cái gã tội nào vừa mới bò lên lại dùng cái chân đạp ta xuống dưới. Thiệt là, ây da. Lại là người. Đi bảo quan, tại sao lại làm cho mình ra nông nổi này vậy? Ta đánh tù nhà người, xuống núi để chờ chết, gặp phải 6 tên quái nhân, trong đó có người con gái. Nói ta cản đường cho nên đạp lên đầu lên cổ của ta. Cuối cùng gã kia đá ta xuống núi. Thôi đừng nói ta nữa. Anh ơi, ta kêu người xuống núi thì người không có chịu xuống. Bây giờ xuống núi dùng chân đạp ta xuống như này. Anh ta xuống nhất đó. Sao cái tình quái vật đó dùng 6 đạo chân khí vào trong người của ta. Bây giờ 6 đạo chân khí cứ chạy bậy bạ ở trong cơ thể của ta như vậy. Điệp Bất Quang à, mạng sống của ta giống như người vậy, chỉ còn ngồi chờ chết thôi. Thật là không ngờ chúng ta đồng bệnh tương lân hả, lại gặp nhau tại cái chỗ này, chúng ta cùng nhau chờ chết. Trên đường hoàn tiền có người bạn giống như người vậy. Bạn hả? Chết xong rồi cuối cùng chỉ còn lại đống xương trắng, còn phân biệt tránh ta cái gì đây chứ? Nếu như là người chết trước hơn ta, trên đường hoàng tuyền nhớ đợi ta đó. Đi mẫu quan, hãy đợi ta đi. Ta nói cho người biết, người bạn như người đây, ta nhất định làm bạn. Đi đại ca. Nè. Uống luôn à. Trên đường Hoàng Tuyền, tôi đợi đấy nha. Đúng không? Chờ tao miếng đi. Tới thì ta. Ở
Đi đại ca, chỗ của tôi đâu rồi? Quỳnh đệ à nè, quỳnh đệ à nè, sao lại như vậy? Lệnh hồi cho Quỳnh. Có phải đại sư Quỳnh trở về? Ủa, thì ra là nhị sư Quỳnh hả? Sao đây, lại bị người ta điểm nguyệt à? Hãy mau giải quyết cho em đi. Nè, nhị sư huynh, hãy mau giải quyết cho em đi. Nhị sư huynh. Sư phụ kêu sư huynh về lấy bí kiếp đó hả? Sư phụ không kêu lấy đi nữa, ta cũng phải lấy. Sư huynh muốn lấy bí kiếp hả? Lục sư đệ, đừng có trách nhị sư huynh lòng dạ độc ác nha. Nhị sư huynh đừng làm như vậy. Nhị sư huynh à, đừng làm vậy. Sư phụ xảy ra chuyện gì vậy? Người nào dám lén vào phòng của ta? Là Đức Nhượng đâu? Sư phụ, nhị sư huynh ra ngoài rồi. Đi vào lúc nào? Đi đâu vậy? Sáng ngày hôm nay đã không nhìn thấy anh ấy rồi, có thể đi vào đêm hôm qua. Nhị sư huynh, về rồi hả? Sư phụ đang kiếm kìa. Sư phụ, nhà người đi đâu vậy? Còn đi kiếm thuốc nam. Kiếm thuốc nam làm cái gì? Hai ngày qua thấy tử cho mũi không có được khỏe, cô ta mệt trong người, cho nên đi hái mớ thuốc về đây. Có ai cần hay là không? Dạ, giờ làm bộ hái thuốc, hái lâu tới vậy à? Hãy trao bí kíp mang ra đây. Đưa đây. Sư phụ. Dạ, con đã ăn cắp. Sư phụ, con đã ăn cắp. Các người thật to gan. Tại sao lại ăn cắp bí kíp hả? Không phải lỗi của tiểu sư đệ đâu. Chính con đã ăn cắp bí kíp, mang tới Hoa Sơn để trị liệu cho đại sư huynh. Cha ạ, hãy để cho đại sư huynh luyện đi. Tự mình quyết định. Cha. Sư phụ. Lệnh hồ sư huynh. Hả? Nhà ngươi là con rể tương lai của ta à? Cha. Là cha của em hả? Ừ. Bắt giới đại sư, muốn làm gì vậy? Không cứu tiểu tử này nó sẽ mất mạng ngay đó. Mất mạng thì mất chứ, ta cái gì cũng không có, sợ chết hay sao chứ? Tiểu tử này ngộ thật, hạp khẩu vị của ta. Tới đây. Tiểu tử, vậy những người đã bị thương như vậy? Trước ngực bị hai chưởng. Chúng chưởng trên ngực, như vậy là bị thương ở nhâm túc gì mạch. Tôi còn bị sáu. Cha làm gì vậy? Đừng có hồi hộp tới như vậy, chỉ có điểm nguyệt nó mà thôi. Tiểu tử này, nếu như không nể tình con gái của ta, ta không có thèm lo nhà ngươi đâu. Dùng cái gì, tránh xa một chút đi. Ở trong mình có tiểu tử này có sáu đạo chân khí đã thiệt đó nha. Đã thiệt. Ta sẽ cho ngươi luôn chân khí để đùa giỡn sáu chân khí của nhà ngươi. Đại sư, làm vậy không chạy chết nó sao? Đừng quậy bạn, ta không lấy mạng nó đâu, ta chữa lành cho nó mà thôi. Cha sao vậy? Không gì. Vẫn còn hơi thở, chưa có chết. Tự nhiên rồi, sáu đạo chân khí trong cơ thể của hắn đã bị ta dằn xuống, không có chuyện gì đâu. Đại sư, lợi hại thiệt đó, chỉ có quay vài vòng thôi là chữa vết thương cho hắn được rồi. Tiểu tử nhà người ác tác đa đoan, nếu như không phải nhà người tìm được con rể của ta, chắc ta bóp cổ nhà người chết rồi. Đã nói rồi, tìm một lệnh hồi sung thì cho thuốc giải ta chứ, giải tư nguyện trên mình của ta luôn đi. Nè, ông đây có thể không có giữ lời trước mặt con gái của ông. Cô ta là sư phụ của ta đó. Từ nay ông kêu cô ta và ta làm sao mà đứng trong giang hồ đây chứ. Được. Nè, mỗi ngày uống một viên, uống ba bữa là được rồi. Còn tử nguyệt ở trên mình của ta nữa kìa. Nếu thật sự có tử nguyệt thì những người làm sao sống được tới ngày hôm nay, đúng không? Dẫn cho kỹ vậy, thiệt tình.
Lệnh hồ sư huynh. Nè, đưa nó về Hoa Sơn. Cái gì? Còn kêu ta khiêng nó lên núi nữa hả? Làm sao? Đi hay không? Đi. Cẩn thận đó. Nè, hoàn thành nhiệm vụ sao không chịu đi? Dạ. Chỗ này là Hoa Sơn, để cho vào trong coi thử nha. Lệnh hồ sư huynh cáo từ. Cha, đừng có đi bậy. Anh nè, cái kiểu này nếu như không sửa đổi, chúng ta chắc không làm bạn lâu được đâu. Không thích háo sát hiếp dâm, những dâm phụ trên đời này đếm sao hết. Ta hỏi với người, từ nay ta không bao giờ kiếm con gái nhà lành nữa hả? Tại quần ngọc diện biết bao nhiêu gái à hả? Cao từ. Đại sư huynh. Sư phụ. Xuân Nhi. Điền Bá Quang, tại sao lại chỗ này? Nhà tiền bối, ta là khách của Hoa Sơn. Cảnh trí ở Hoa Sơn đẹp dữ lắm. Hơn nữa, chúng ta từng tới từ Quá Nhai để giao đấu cho đệ tử của ông. Còn uống rượu nữa đó. Hai chúng tôi kể như là bạn bè với nhau. Xuân Nhi. Dạ sư phụ, cái chuyện này đệ tử từ giải thích nha. Con đã biết được, nó là một kẻ dâm tặc. Tại sao còn là bạn với nó? Điều quy đệ đã hứa là sửa đổi. Bắt đầu kể từ nay, sẽ làm lại cuộc đời mới. Lời của tên dâm tặc làm sao có thể tin được đây? Nhạc tiền bối, Điện Bá Quan ta nói là nhất định giữ lời. Ông có việc yên tâm đi. To gan. Ở đây không có chỗ để cho nhà ngươi lên tiếng. Xuân Nhi, hãy giết chết nó đi. Sư phụ, còn không ra tay. Nè, nhà chủ môn à, ông muốn giết nó hả? Ông muốn giết nó sao? Là không nể mặt của tôi đó. Vì đại sư kia xưng hô thế nào? Đại giáo Quang Lâm, có gì chỉ dạy? Ta là hòa thượng bất giới, ta lên đây với con rể của ta đó. Dạ. Nhạc sư thúc, con thừa lĩnh của sư phụ con, mang thơ tới đây. Nè, con không chịu đi. Xin cáo từ. Con à, chúng ta đi chung với nhau đi. Cha. Nè, Lâm Nhi. Lâm Nhi à, con đợi cha với. Con rể gì vậy? Tử hạ bị kiếp đâu. Sư phụ không cho đệ tử luyện, đệ tử không có dám luyện, ném mới chơi lục đại hữu đó. Đại hữu, sư phụ về rồi. Đại hữu à, sư phụ đi về rồi nè. Đại hữu. Hả? Sư phụ không sao đâu, con chỉ điểm quyệt của nó mà thôi. Đại hữu, tại sao nó lại chết? Đại hữu. Không bao giờ. Đại hữu. Con chỉ điểm quyệt của nó thôi mà. Anh đại hữu à. Ta thôi sao? Đại hữu muốn đọc tử hà bí kiếp cho anh nghe. Anh không chịu, không ngăn cản được, thì phải điểm quyệt của nó. Không lẽ ra tai nạn quá, đã đến quyền lục sư đệ cho tới chết sao? Đại hữu, bí kiếp đâu? Bí kiếp? Lúc con đi, bí kiếp để chỗ này mà. Nội láo, cấu kết Điện Bá Quang ăn cắp bí kiếp của Bảo Ngôn. Sư phụ, con không có. Lúc nãy nhà ngươi bao che cho Điện Bá Quang, rõ ràng trao bí kiếp cho nó rồi. Không phải đâu sư phụ, không phải. Đại sư huynh không có làm vậy đâu. Người cấu kết với Điện Bá Quang, giết chết lục đại hữu, giật lấy bí kiếp của Bảo Ngôn. Người thật sự khi sinh tiền tổ. Cha.